Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại tầm trung của Samsung thì các bạn có thể tham khảo qua bộ đôi Samsung Galaxy A52 và Galaxy A72 tại Cellphonet. Đấy, thế thì A52 và A72 thì mình đã có quá nhiều video nói về nó rồi, từ mở hộp này, rồi là test game này, đánh giá chi tiết các thứ, rồi các bạn có thể search ở trên kênh Dương Dê nhé. Còn bộ đôi sản phẩm này thì nó có một số những cái ưu điểm, ví dụ như là cái màn hình AMOLED này, tần số quét cao này, có kháng nước kháng bụi, có loa ngoài loa kép, có công nghệ âm thanh Dolby Atmos các thứ này, camera cũng ở mức độ tương đối ổn. Tuy nhiên là cái cấu hình của những cái sản phẩm này ở trong tầm giá là chưa được tốt. Đây là mình cũng nói luôn, không điều gì giấu giếm cả. Và cái thiết kế của nó chỉ bằng nhựa mà thôi, là không xứng đáng là cái tầm giá. Đấy, tuy nhiên đánh đổi lại chúng ta sẽ được thương hiệu này, được cái màn hình, được cái camera, rồi là được cái kháng nước kháng bụi. Đấy, và cái loa ngoài loa kép kèm theo đó là công nghệ âm thanh Dolby Atmos, thì các bạn cảm thấy nó xứng đáng hay không? Có thể để lại comment cho mình biết nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Tuyển Đồng Văn, bạn đã hỏi là chú làm top Xiaomi hiệu năng với các yếu tố khác vô địch ở trong từng tầm giá đi ạ. Nghĩa là chúng ta sẽ nói về những cái điện thoại Xiaomi đấy mà có thể coi là đáng mua trong từng cái tầm giá đấy nhé. Thế thì ví dụ như với bản thân mình đi, tầm giá khoảng 2 triệu mình thấy là con Redmi 9A là được này. Tầm khoảng 3 triệu chúng ta sẽ có Poco M3 với cả Redmi 9T. Thế tuy nhiên là mình sẽ ưu tiên về Redmi 9T hơn. Đấy, 4 triệu chúng ta sẽ có Redmi Note 10, đây là một sản phẩm mình đánh giá là rất là ổn đấy. Tầm khoảng 5 triệu chúng ta sẽ có Poco X3, Poco X3 Pro. 6 triệu chúng ta sẽ có Redmi Note 10 Pro. 7 triệu chúng ta sẽ có Redmi K40. Đấy. Tầm khoảng 8 triệu chúng ta sẽ có Xiaomi Mi 11 Lite 5G đấy, Mi 11 Lite 5G luôn. 9 triệu chúng ta sẽ có Redmi K40 Pro, được chưa ạ? Rất nhiều luôn đúng không nào? 10 triệu chúng ta sẽ có Xiaomi Mi 10S. Hay là ví dụ như bây giờ là tầm khoảng 15 triệu đi thì chúng ta sẽ có Xiaomi Mi 11 hoặc là Mi 11 Pro. Đấy, tùy theo phân khúc sách tay hay là chính hãng nhé. Còn giữa cái khoảng từ 10-15 triệu chúng ta có thể lựa chọn mua gaming phone đi, ví dụ như là Blackstar 4 hay là Blackstar 4 Pro. Thì về cơ bản là những cái sản phẩm Xiaomi thì mình thấy là đều là những cái sản phẩm mà có sức cạnh tranh rất cao ở trong cái tầm giá của nó, thực sự luôn, sức cạnh tranh rất là cao luôn. Còn nếu mà nói là gọi là vô địch mà so với cả các cái hãng khác ấy, thì rất là khó, bởi vì là mỗi một hãng nó sẽ có những ưu đi nhược điểm riêng. Ví dụ như là Samsung thì nó có ưu thế về thương hiệu cái thứ này, Oppo thì nó lại có cái ưu thế về mặt sạc đấy, Oppo Realme thì là sạc rồi là camera đấy, thì tùy thôi. Nhưng mà về cơ bản thì tất cả những cái sản phẩm Xiaomi mà mình kể ra trong từng tầm giá đều là những cái sản phẩm mà mình nghĩ là rất đáng mua đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trương TV. Bạn hỏi là anh ơi, em chỉ có 1 đến 2 triệu thì mua điện thoại nào? Chúc anh một ngày vui vẻ. Cảm ơn anh nhiều. Không biết là cái nhu cầu của bạn là gì, nhưng mà mình cứ lấy là nếu mà là mình đi, mua cho mình hay là mua cho người thân đi, thì trong tầm giá khoảng 1 đến 2 triệu mình sẽ mua điện thoại nào? Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những sự lựa chọn, nhưng mà mình đưa ra đây hai sự lựa chọn mà mình nghĩ là hợp lý nhất. Cho ba đi cho nó thoải mái đi. Thứ nhất đó là Redmi 9A. Đấy, thấy chưa? Các bạn có thể search là Redmi 9A Dương Dê là bạn sẽ ra thôi. Thứ hai đó là Vsmart Joy 4. Đấy, Joy 4 là một số cửa hàng bây giờ thì cũng đang giảm giá chỉ còn khoảng 2 triệu thôi. Và thứ ba nữa đó là Vsmart Star 5. Đấy, ba cái chiếc điện thoại này là ba cái chiếc điện thoại mà mình nghĩ là hợp lý nhất mà các bạn có thể mua được ở trong tầm giá từ 1 đến 2 triệu. Trong cái tầm giá từ 1 đến 2 triệu này, chúng ta có thể lựa chọn mua những sản phẩm hàng cũ, flagship cũ khác, ví dụ như là LG G6 hay là Xperia XZ1. Tuy nhiên là nếu mà là mình chỉ với những nhu cầu cơ bản không thôi, thì mình sẽ ưu tiên mua những sản phẩm hàng mới tinh. Bởi vì thứ nhất là nó lành hơn, nó yên tâm hơn, nó được bảo hành dài lâu hơn, và đặc biệt nữa là nó có pin tốt hơn. Đấy, thì mình sẽ nghiêng về những sản phẩm hàng mới tinh hơn là những sản phẩm hàng cũ. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Cường Nguyễn. Bạn hỏi là em đang có 25 triệu thì nên mua S21 Ultra 5G hay là mua trả góp iPhone 12 Pro Max 256GB giá 34 triệu, mong anh tư vấn cho sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là như này nhá. S21 Ultra với cả cái iPhone 12 Pro Max ấy, cái giá bán nó chênh lệch nhau quá nhiều. Đúng không ạ? Ở đây thì là bạn lấy phiên bản S21 Ultra 5G, chắc là phiên bản bụi như trong cao rồi thì nó có mức giá 25 triệu, chứ còn ví dụ các bạn mua tại Cellnet thì chỉ tầm 21 triệu thôi là bản 128GB rồi. Thế thì chúng ta cứ xét trên cùng một tham chiếu là bộ bên trong 256GB cho nó thoải mái, thì hai sản này đã lệch nhau khoảng 9 triệu rồi.
hay là nếu mà xét ở trên cùng tham chiếu là bộ bên trong 128GB thì hai sản phẩm này cũng phải lệch nhau đến tầm 7 triệu. Nghĩa là trong rất nhiều video mình đã so sánh cái S21 Ultra với cả cái iPhone 12 Pro Max ấy, thì là hai cái nó tương đối là tương đồng với nhau. Tuy nhiên nếu mà hai sản phẩm này bằng giá tiền nhau nhé, nếu mà bằng giá tiền nhau thì mình sẽ lựa chọn iPhone 12 Pro Max, bởi vì nó mình đánh giá là trải nghiệm tổng hòa mình vẫn thích hơn là S21 Ultra. Nhưng nếu mà hai sản phẩm này đã lệch nhau quá nhiều tiền như thế này rồi, lệch nhau đến tầm khoảng 7 đến 9 triệu như này rồi, thì lúc đó mình lại nghiêng về S21 Ultra hơn. Còn nếu các bạn muốn mình so sánh chi tiết hai sản phẩm này với nhau thì mình thấy là thiết kế thì mình sẽ lựa chọn S21 Ultra về cái cảm giác cầm nắm và màn hình cong, nhưng nhận diện thương hiệu tốt hơn sẽ là iPhone 12 Pro Max. Màn hình mình sẽ lựa chọn S21 Ultra này. Hiệu năng mình sẽ lựa chọn iPhone 12 Pro Max. Camera mình sẽ lựa chọn iPhone 12 Pro Max. Nhưng nếu các bạn thích một camera zoom rồi là tele các thứ nữa thì lại lựa chọn S21 Ultra. Về pin thì iPhone 12 Pro Max lại là cái sản phẩm có viên pin nhỉnh hơn đấy nhá. Mặc dù S21 Ultra thông số pin rất cao, nhưng mà mình đã đánh giá rồi đấy, sản phẩm này tối ưu hóa pin không tốt đâu. Còn về các yếu tố khác nữa thì mình thấy là về nghe nhạc các thứ nữa thì hai sản phẩm này đều nghe nhạc ở mức độ ổn. Nhưng mà công nghệ âm thanh thì S21 Ultra nó có cái Dolby Atmos, kháng nước kháng bụi thì hai con xem với nhau. Nhưng mà về thực tế mình trải nghiệm nhá, và mình đã từng test rồi, thì iPhone 12 Pro Max tốt hơn. Đấy. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Về cái độ giữ giá thì các bạn biết rồi đấy, iPhone 12 Pro Max nó quá giữ giá rồi. Đấy, nhưng mà về cơ bản là với cái tầm giá chênh lệch nhau quá nhiều như này thì mình nghĩ là nên mua S21 Ultra hơn vì giá thôi nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Lu. Bạn hỏi là: chú ơi, em có 14 triệu, em muốn mua một cái điện thoại chơi game thì nên mua cái gì ạ? Nếu mà 14 triệu mà chúng ta ở nước ngoài thì là chúng ta đã có thể mua được một cái Red Magic 6S Pro rồi đấy. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam thì 14 triệu này thì chắc là chỉ mua được Red Magic 6 Pro thôi, mà chỉ là hàng sách tay thôi. Tại sao mình lại lựa chọn cái điện thoại đó để mà chơi game? Bởi vì nó có quạt tản nhiệt gió này, nó rất là mát so với những cái chiếc điện thoại khác chạy con chip 888. Màn hình tần số quét cao, loa ngoài nghe to, các thứ nó có phím trích G, và một cái không gian tối ưu hóa chơi game rất ổn. Vậy nên là với cái tầm giá khoảng 14 triệu này thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mua Red Magic 6 nhiều hơn. Còn đối với cả Black Shark 4 ở trong cái tầm giá này thì nó lại không có con chip Snapdragon 888. Black Shark 4 Pro thì cũng được, nhưng mà Black Shark 4 Pro thì cái pin của nó chỉ là 4.500 mà thôi, chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều này. Còn LG Phone thì nó lại giá lại cao quá. Vậy nên là với cái tầm giá 14 triệu thì mình thấy là lựa chọn mua cái chiếc Red Magic 6 là hợp lý rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Undercut. Bạn hỏi là: cháu có 8 đến 9 triệu thì nên mua iPhone XR cũ hay là Android mới? Mong chú tư vấn, chúc chú nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Android mới ở trong cái tầm giá từ 8 đến 9 triệu này, chúng ta có thể mua được Samsung Galaxy Note 10 và hoặc là mua được Samsung Galaxy S10 5G mà vẫn thừa tiền, thừa nhiều tiền luôn ấy. Hàng mới thậm chí chúng ta có thể mua được Redmi K40 Pro. Thế thì nếu mà so sánh sang với iPhone 10R đi, mình cứ lấy một cái điển hình ở đây là Galaxy Note 10 mà so sánh sang với iPhone 10R nhé. Note 10 sẽ hơn hẳn về thiết kế đấy. Note 10 sẽ hơn về màn hình. Nếu các bạn lựa chọn phiên bản chạy con chip Snapdragon 855 của Note 10 mà xét tổng hòa cả RAM, ROM chip nhé, thì với cái ROM 256GB nó rất là thoải mái, mình cũng sẽ lựa chọn Note 10 tổng hòa, cả về hiệu năng nữa đấy. Về camera mình cũng sẽ lựa chọn Note 10, bởi vì camera của iPhone 10R mặc dù camera chính của nó rất là tốt, nhưng mà nó chỉ có một camera và đấy là cái điểm thiệt thòi rất là lớn của nó. Đấy, nhưng mà về pin thì mình thấy là iPhone 10R lại có tối ưu hóa pin tốt hơn một tí so với Note 10 đấy. Nhưng nó lại không có cây bút này, nó không có công nghệ âm thanh Dolby Atmos như là Galaxy Note 10. Và nếu mà là mình thì nếu mà xét trên cùng tham chiếu và điện thoại cũ thì chính ra là Galaxy Note 10 là đang nghỉ hơn iPhone 10R đấy nhá. Còn nếu mà mình lấy Redmi K40 ra để so sánh về cái tầm giá này, K40 Pro thì K40 Pro sẽ hơn iPhone 10R ở cái chỗ là nó sẽ có màn hình đẹp hơn, có hiệu năng tốt hơn hẳn luôn, sẽ có một cái bộ nhớ trong thoải mái hơn, có một cái camera đa dụng hơn, pin thì xem thôi đấy, nhưng mà sạc thì lại nhanh hơn, thì các bạn có thể tham khảo. Còn tất nhiên iPhone 10R thì cái ưu điểm của nó là gì? Đây là cái thương hiệu, rồi là cái mua đi bán lại dễ dàng, sửa chữa dễ dàng, nhiều linh kiện đi kèm, nhiều phụ kiện các thứ đi kèm đấy, kiểu như vậy. Thì nếu mà là mình ý, trong tầm giá từ 8 đến 9 triệu bây giờ mình thấy nó thật nhá, thật lòng đấy, là Android đang nhỉnh hơn iPhone XR,
Nhưng nếu các bạn mà thực sự chỉ thích iPhone không thì lựa chọn mua cũng được. Đấy, nhưng mà nếu mà trong tầm giá này mình sẽ lựa chọn mua iPhone XS hay gọi là iPhone 10S hơn. Bởi vì iPhone 10S chắc là chỉ thua iPhone 10R ở chỗ là thua về mỗi cái pin thôi, còn lại thiết kế hơn nhá, màn hình hơn nhá, hiệu năng hơn nhá, camera cũng hơn luôn nhá. Đúng không nào? Mà giá thì lại xem. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Dũng Lê Văn. Bạn hỏi là có nên mua Note 10 Plus sử dụng không ạ? Nhu cầu của em là Facebook này, TikTok, YouTube và edit ảnh video rất cần cây bút S Pen. Anh tư vấn cho em với, em cảm ơn. Bây giờ mình sẽ phân tích như này này. Đầu tiên là bạn rất cần cây bút đúng không ạ? Vậy là cây bút đối với bạn là sẽ rất là có tác dụng. Tuy nhiên nếu bây giờ bạn mua lên Galaxy Note 20 Ultra thì giá nó rất là đắt. Nghĩa là cái khoảng cách chênh lệch tiền giữa Note 10 Plus và Note 20 Ultra bây giờ nó đang tầm khoảng 7 triệu. Thì như thế là không nên cố lên vì khoảng cách chênh lệch tiền nó quá lớn. Còn nếu mà mua Note 9 bây giờ thì mình nghĩ là về lâu về dài sử dụng nó sẽ không thể nào mà thoải mái được. Vì Note 9 nó ra mắt cũng lâu rồi. Vậy nên là Note 10 Plus chốt lại là cái sự lựa chọn hợp lý nhất để bạn có thể mua về phục vụ các nhu cầu của bạn. Quan trọng nhất là ở trong cái tầm giá của nó. Đấy, mình nghĩ là Note 10 Plus là hợp lý rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Phong Nguyễn, bạn hỏi là: anh Dương ơi, liệu qua Tết âm thì iPhone 12 Pro Max chính hãng đã kích hoạt máy đẹp, có thể còn hơn 20 triệu một tí hay không anh nhỉ? Cũng có thể có đấy, và cũng có thể không. Tại sao lại như thế? Bởi vì là tối nay thì thế hệ iPhone mới mới ra mắt thì chúng ta mới có thể biết được là cái giá bán của thế hệ iPhone mới như nào. Đấy, xong rồi mình lấy một ví dụ như này này. Là bây giờ giá bán của một cái iPhone 11 Pro Max hàng lướt nó đang loanh quanh tầm 17 đến 18 triệu. Như vậy giờ này năm sau thì có thể thôi nhá, iPhone 12 Pro Max cũng sẽ có giá đấy. Có thể thôi nhá, không chắc chắn. Đấy, tuy nhiên là đến tầm khoảng Tết mà giá tầm khoảng 20 thì cũng hợp lý đấy. Nhưng cái đấy là cái mà mình phân tích một cách dự đoán theo những cái gì mà những sản phẩm iPhone trước nó đã giảm giá như vậy. Đấy, nhưng hãy chú ý rằng năm nay iPhone 12 Pro Max tụt giá rất chậm. Tụt giá rất chậm luôn. Nên là cái khả năng đến Tết mà nó còn Tết âm ấy nhá, nghĩa là tháng 2 năm sau đấy, mà nó còn khoảng 20 triệu thì nghĩ là hơi khó. Mình nghĩ là chắc là nó vẫn phải tầm khoảng 22 triệu. Bởi vì cái độ giảm giá của iPhone 12 Pro Max năm nay chậm hơn iPhone 11 Pro Max năm ngoái nhiều đấy. Đấy. Thì mình đoán là như vậy. Không biết anh em đoán như nào có thể để lại comment nhé. Chứ bây giờ một cái điện thoại đang cao như thế tự nhiên bảo là giảm giá xuống ngày thì Apple ít khi có sản phẩm nào giảm giá nhiều như vậy. Nhưng mà cái iPhone 12 Pro Max này phải là cái điện thoại mình nghĩ là phải giảm giá nhiều, bởi vì nó có khác biệt mấy so với cả iPhone 11 Pro Max về mặt trải nghiệm đâu mà. Chúng ta phải xét từ cái từ trải nghiệm nó chính xác đấy. Phải giảm giá. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.